Rồi hôm nay anh sẽ đi tiếp đến cái phần file tiếp tục và nói đến cái khái niệm là con trỏ chỉ vị. Nếu đã nghe rồi thì phải nghe lại, còn nếu mà nghe rồi nhưng mà chưa hình dung được thì phải nghe lại cũng được. Rồi tạo ra cái file mới đi. File. Và khái niệm rất là hay nha. Ứng dụng như thế nào họ sẽ làm thử demo cho xem. Phone lớn 25%. Rồi chúng ta có khái niệm là con trỏ chỉ vị. Con trỏ chỉ vị như cái này hôm trước anh cũng có nói rồi đúng không? Trỏ chỉ vị nè. Rồi bây giờ dùng đây để nói trỏ chỉ vị. Mở cái file lên nói thử nói lại coi. Tạo một cái file input chấm tt và nhớ cái file ta đang thao tác là cái file dạng văn bản nha, là test, là cái đuôi chấm tt á. Rồi hiện tại quý vị sao, ví dụ trong cái file của anh có những cái dòng, những con số như sau, đó là dụ như 12, 34, 40, 56, số 8 chẳng hạn, thì thấy cái con trỏ đang nhấp nháy máy này không? Đây gọi là con trỏ chỉ vị nè. Đấy, ví dụ con trỏ chỉ vị của anh lúc này đang nằm ở vị trí nào? Đang nằm ở vị trí cuối file. Rồi thì khi chúng ta mở cái file lên, tắt file, mở file lại, khi ta tắt một cái file đó và chúng ta mở cái file lên là con trỏ chỉ vị luôn luôn nằm ở vị trí đầu file. Con trỏ chỉ vị nằm ở đây gọi là con trỏ chỉ vị đang nằm ở vị trí hiện tại, ở cuối cũng được gọi là hiện tại, tùy vào cái ngữ cảnh mà chúng ta làm bài chúng ta nói nó đang nằm ở vị trí nào. Ví dụ nằm ở vị trí đầu đầu file này, chúng ta cũng có thể hiểu nó là nằm ở vị trí hiện tại, tùy vào cái bài toán chúng ta xử lý và tùy vào cái hiểu chúng ta. Còn vị trí hiện tại thường nằm ở đâu? Nó nằm ở giữa file. Còn cuối là nằm cuối file, đầu còn nằm đầu file. Nhớ một cái file khi mở lên luôn luôn nằm ở vị trí đầu file. Và ta duyệt dữ liệu xong, chúng ta đọc dữ liệu từ file ra xong, đọc xong thì trỏ chỉ vị sẽ nằm ở đâu? Ở cuối file là hết dữ liệu. Nắm nắm được chưa? Những khái niệm này phải hiểu rõ thì mới làm việc được, chứ không những khái niệm mà chưa hình dung được thì khó nói lắm. Đấy. Vì vậy, tại đây, con trỏ chỉ vị là như vậy. Bây giờ anh sẽ cung cấp cho đứa một cái hàm, gọi là cái hàm dịch chuyển file, hàm dịch chuyển con trỏ chỉ vị trong file. Đấy là cái hàm gì? Là cái hàm shift ray, SEEK ray, ghi bự cho dễ hình dung, chứ thật sự nó là in thường nha, thôi ghi in thường luôn đi, SEEK ray. Và cái hàm này gồm có hai thông số đầu tiên is, thông số hai là y. XY là gì? Cái hàm là cái hàm dịch chuyển con trỏ chỉ vị trong cái file chúng ta. Nghĩa là ví dụ đầu tiên đang nằm ở vị trí đầu file đúng không? Chúng ta muốn dịch chuyển nó nằm ở vị trí cuối file cũng được, muốn dịch chuyển nó đi đi đâu cũng được hết trong cái file chúng ta, gọi là dịch chuyển con trỏ chỉ vị. Hình dung ý nghĩa chưa? Hàm này có hai thông số là X và Y. X là gì? Y là gì? Anh sẽ hình dung như sau đây. Đầu tiên X đúng không? X chính là số byte cần dịch chuyển, số byte cần dịch chuyển. Và x này luôn luôn nó sẽ có hai cái giá trị, đó là âm. Và nhớ số byte cần dịch này luôn luôn là số nguyên nha, chứ không có vụ mà dịch cái kiểu mà số thật, luôn luôn là một con số nguyên, luôn luôn một con số nguyên. Và nếu như x này là âm, nó sẽ dịch về bên tay trái. Còn nếu x này là con số dương, số dương thì nó sẽ dịch về bên tay phải, dịch về bên tay phải. Ghi cụ thể dễ hình dung. Rồi y, y chính là gì? Y chính là cái vị trí cần dịch. Vị trí cần dịch này gồm có 3 vị trí. Nếu như y mà là con số 0, nghĩa là vị trí nghĩa là đang nằm ở đâu? Ở đầu file. Đây. Anh sẽ ghi ra dễ dùng rồi sau đó anh sẽ mô tả từng cái hay giải thích từng cái cụ thể. Y bằng 1 nghĩa là vị trí hiện tại. Cái chỗ này là vị trí bắt đầu dịch nè, dễ hình dung. Bắt đầu dịch. Y là dịch ở đầu file, y bằng 1 là vị trí hiện tại. Y bằng 2 chính là vị trí cuối file.
Cuối phải. Rồi, có cái nhìn tổng quan về hai hàm số này chưa? Hàm sigma gồm hai hàm số x và y. X chính là số byte cần dịch. Và số byte cần dịch thì luôn luôn là một con số nguyên. Bởi vì cái dữ liệu trong file chúng ta input rồi nè. Dữ liệu trong file TT á, đơn vị được tính bằng byte. Nắm được chưa? Vì vậy khi cái file chúng ta mở lên luôn luôn nằm vị trí đầu file. Và dữ liệu đơn vị được tính bằng byte. Vì vậy số byte cần dịch luôn luôn là một con số nguyên. Ví dụ dịch nè, dịch sang 1 byte. Dịch 1 byte, dịch 2 byte, dịch 3 byte, dịch 4 byte, hiểu chưa? Đơn vị là byte và luôn luôn là con số nguyên chứ không có dụ một con số lẻ được. Xích vô để dễ nhìn. Đấy. Rồi, nếu như có x này là số âm thì nó sẽ dịch về bên tay trái. Dịch về bên tay trái nghĩa là sao? Dịch từ trái sang phải nè. Đúng chưa? Đi từ trái sang phải. Còn này là sao? Đi ngược từ gì? Từ phải sang trái. Hình như chưa? Bên tay trái theo như cái màn hình chúng ta nhìn vô. Còn nếu nó là con số dương thì dịch về bên tay phải. Họ sẽ demo xem. Rồi. Y chính là cái gì? Tham số y chính là cái vị trí bắt đầu dịch. Vị trí bây giờ bắt đầu dịch này gồm có 3 tham số, gồm có 3 cái chỉ số. Nếu y bằng 0 thì là bắt đầu dịch từ vị trí đầu file. Nếu y bằng 1 thì bắt đầu dịch tại vị trí hiện tại. Nếu y bằng 2 thì bắt đầu dịch tại vị trí cuối file. Hình dung chưa? Vì cái file chúng ta đầu tiên mở lên luôn nói sao? Con trỏ chỉ vị luôn luôn nằm ở đầu file. Và nếu như tại vị trí đầu đầu file này chúng ta bắt đầu dịch thì nó là bằng 0. Nếu như vị trí hiện tại là nằm ở tại đây đây đi, bắt đầu dịch nó là số 1, cuối file là nằm đây. Rồi bây giờ cái ý nghĩa là như vậy đó, bây giờ vô demo cho xem nè. Để nhìn rõ hơn chứ. Rồi chúng ta thao tác với file thì luôn luôn phải input vào một cái thư viện là AppStream. AppStream. Rồi, khai báo ra một cái EFStream là một cái đối tượng giống như một cái kiểu liệu để đọc file. EFStream file in. Rồi, tôi lấy file in mở ra cái file cần đọc ở chấm ấu phanh. Và cái hàm ấu phanh này nó có hai tham số. Chúng ta mở ra chúng ta phải có cái lệnh là đóng lại. Và ở giữa này là thao tác với cái dữ liệu đó, thao tác với cái file. Chấm slow. Ấu phanh hai hàm số đầu tiên là cái gì? Là cái đường dẫn. Đường dẫn có hai dạng là đường dẫn linh động và cái đường dẫn cố định. Đường dẫn cố định là chúng ta sẽ tạo ra một cái file input.tt hay một cái file.tt đó trong cái gì? Trong project chúng ta luôn bằng cách chúng ta open folder in installer nè, tạo một cái file trong đây gọi là đường dẫn gì? Đường dẫn cố định. Thì khi chúng ta đem qua máy bạn chúng ta hay đem qua máy của giáo viên chấm điểm thì cái file này luôn luôn nằm theo project nó không bị lỗi. Còn cái đường dẫn gì? Cái đường dẫn mà linh động á là anh ta thể cho nằm ở ổ đĩa C, ổ đĩa D hay ổ đĩa F chẳng hạn. Thì khi đó dù qua máy bạn mình hay máy của ông thầy đó, nó họ sẽ không có được những cái thư mục tương ứng như vậy, đúng không? Bởi vì máy mình thư mục khác, máy ông thầy thư mục khác. Cái đường dẫn linh động nó sẽ không có gì phù hợp. Vì vậy chúng ta nên tạo ra một cái đường dẫn cố định bằng cách chọn vô chuột phải vô project. Open folder is file explorer tạo ra một cái file trong đây luôn. Nghe đem rồi chết đi đâu khi file nằm chỗ đó. Input.tt. Máy anh nó mặc định là .tt sẵn. Vậy cái đuôi anh không có .tt nha. Rồi dữ liệu vô anh tạo trong cái số. Dù là. Rồi anh tắt cái này đi. Rồi tạo ra vô 12, 45, 6, 8 chẳng hạn. Rồi. Open input. Input.tt. Và cơ chế là gì? iOS by in nghĩa là mở file ra để gì? Để đọc. Nắm chưa? Ôn lại rồi đấy. Rồi, lúc này anh dùng cái hàm sigma nè, anh lấy file in chấm đến cái hàm sigma là SERKR. Ví dụ như ta quên cái hàm này mà ta nhớ dự một hai cái ký tự đầu đúng không? Của cái hàm này chúng ta cần chấm đến SERE tự động nó gợi nhớ ta được không? Là sigma này đúng không? Rồi có hai tham số. Ví dụ lúc này anh muốn dịch sang bên phải 3 đơn vị. Rồi kéo qua đây. Nhìn vô cú pháp của nó nè. Có hai cái tham số. Tham số đầu tiên là gì? Là số byte cần dịch đúng không? Anh muốn dịch 3 byte sang bên tay phải. Hiện truyền tham số đầu tiên chính là con số 3. Hiểu chưa? Rồi tiếp tục. Yêu cầu tham số tiếp theo là gì? Y là cái vị trí bắt đầu dịch. Bây giờ anh dịch ở vị trí nào?
Thì mình mở cái file lên, con trỏ chỉ vị luôn luôn nằm ở vị trí nào? Đầu file, đúng chưa? Thì chỗ này chúng ta có thể thêm một số gì? Con số 0, nghĩa là dịch sang bên tay phải 3 byte, bắt đầu tại vị trí số 0. Dịch à, cái này là bắt đầu dịch. Tại sao dịch sang bên phải? Bởi vì con số gì? Đó là một số nguyên. Bắt đầu dịch sang phải 3 byte. Bắt đầu dịch sang phải 3 byte. Tính từ dịch sang phải 3 byte. Cái này ghi dễ hình dung coi. Ghi sao dễ hiểu. Dịch sang phải 3 byte. Bắt đầu. Gì vậy? Bắt đầu tại vị trí đầu file. Rồi, có hình dung được chưa? Bây giờ copy này qua đây luôn để dễ nhìn. Đấy, không là dịch sang phải 3 byte bắt đầu tại vị trí đầu tiên, tại vị trí đầu file. Bởi vì hai con số ta x và y, x là con số dương, dịch sang phải. Vì vậy ta mở file input lên nè. Đầu tiên mở file input lên, vô đây mở lên rồi chat. Ấu file này mở lên. Mở file input lên. Mở file lên là anh trỏ chỉ vị luôn luôn nằm ở đâu? Nằm ở đầu file đúng không? Anh bắt đầu dịch 3 byte, nghĩa là sao? Dịch sang phải 1 byte nè. Dịch sang phải 2 byte nè. Dịch sang phải 3 byte nè. Vậy thì con trỏ anh lúc này sẽ nằm ở đâu? Nằm phía trước cái số gì? Số 4. Đúng không? Đầu tiên nằm vị trí đầu file nè. Dịch sang 1 byte, 2 byte, 3 byte, đúng chưa? Vậy thì nếu anh có cái lệnh đọc đọc dữ liệu là anh tạo ra một cái biến init, đọc vào một con số nguyên nhân đi. File in x chẳng hạn thì CL ra nó sẽ ra được giá trị số mấy, chạy thử xem. Nó ra được số gì? Số 45. Đúng chưa? Nhìn đây. Đầu tiên mở file lên, trời chỉ vậy nằm đầu file. Anh có cái lệnh gì? Shift-R30. Nghĩa là dịch sang phải 3 byte bắt đầu tại vị trí đầu file đúng không? Thì dịch sang 1 byte, 2 byte, 3 byte. Rồi lúc này anh trỏ chỉ vậy anh sẽ nằm tại đây. Và anh có cái lệnh gì? File init. Nghe đập vào con số nguyên đúng không? Sẽ đập vào số 45. Đúng chưa? Hình dung được chưa? Và chúng ta cũng có thể hiểu vị trí đầu file này chính là cái vị trí hiện tại cũng được. Ví dụ nè. Anh không để số 0, anh để số 1. Nó cũng vẫn đọc ra số gì? Số 45. Đúng không? Tại vì sao? Hình dung đấy. Có phải đầu tiên anh mở cái file lên, con trỏ chỉ vị luôn luôn nằm vị trí đầu file đúng không? Và vị trí này anh cũng có hiểu nó là vị trí hiện tại của con trỏ đang nằm đúng không? Tại vì anh mở file anh biết chắc chắn là nằm tại vị trí đầu tiên. Và anh hiểu đó là vị trí hiện tại luôn. Cũng được. Anh dịch sang 3 byte, 1 byte, 2 byte, 3 byte. Và anh đọc có file init, anh đọc số 45. Hình dung được chưa? Chúng ta làm nhiều, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan hơn, mà chúng ta có thể là liệt uyển chuyển hơn trong quá trình xử lý một bài toán nào đó. Rồi, ví dụ lúc này anh không muốn dịch tại vị trí đầu file, anh cho số âm vô đi, xem điều gì xảy ra. Anh nói ít là con số âm, nó sẽ dịch sang đâu? Vậy thì đọc dữ liệu có ra được không? Chạy thử. Nó sẽ ra gì? Một giá trị rác. Bởi vì sao? Mở file lên xem nè. File rồi. Xóa file mục tiêu rồi. Rồi. Anh có cái lệnh shift-r-30 đúng không? Là tại vị trí hiện tại. Âm là dịch sang đâu? Sang trái. Nó dịch sang trái. Mà ở bên trái còn có dữ liệu đâu mà dịch đúng không? Bởi vậy sao? Nó sẽ đọc ra dữ liệu rác. Đúng chưa? Rồi lúc này nè. Cái chỗ này anh không để số 0. Cái vị trí bắt đầu dịch á. Anh không để số 0, mình để gì số 2. Nghĩa là anh bắt đầu dịch sang bên tay trái. Dịch sang bên tay trái 3 byte. Bắt đầu tại vị trí nào? Cuối file. Chạy lên xem ra số gì. Ra số 6. Mở lên xem tại sao. Mở file lên. Đầu tiên anh mở file lên cho chỉ vị nằm đầu file đúng không? Anh có cái lệnh shift-r-32. Là nó hiểu. Bắt đầu dịch sang bên trái 3 byte.
tại vị trí cuối file. Cuối file nằm đâu? Có phải nằm đây không, đúng không? Nó đưa tự động, nó đưa con trỏ chỉ vị về cuối file. Nó dịch sang bên trái 3 bài, 1 bài, 2 bài, 3 bài, là trỏ chỉ vị nằm đâu? Nằm trước cái số 6, đúng không? Đây nè, 1 bài, 2 bài, 3 bài, đúng không? Rồi, anh có cái lệnh gì? File init, đọc dữ liệu, là luôn luôn đọc từ trái sang phải. Nó bắt đầu đọc dữ liệu là đọc số gì? Đọc con số 6. Hiểu chưa? Nhưng tại cái vị trí nè, cuối file này mà anh cho cái vị trí, anh cho cái giá trị x này là số dương, điều gì xảy ra? Nó sẽ ra con số gì? Ra, tại vì sao? Nó giống như cái vị trí đầu file mà chúng ta dịch sang bên trái không? Lúc này ở vị trí cuối file đúng không? Mà anh dịch sang bên phải, mà ở bên phải đâu còn dữ liệu đâu mà dịch. Vì vậy nó ra giá trị ra. Hình dung được chưa? Còn cái vị trí hiện tại là chúng ta có thể hiểu nó là cái vị trí nằm ở đầu hay cuối file gì đó, chúng ta tự hiểu. Nhưng khi ta mở file lên là nằm ở đầu file nè. Và anh nói ở đầu file này là vị trí hiện tại cũng được, không liên quan gì hết. Rồi, nắm được chưa? Đó là mô tả những cái hàm, những cái tham số bên trong cái hàm gì string đấy. Và chỗ này lưu ý nè, cái chỗ đầu file này nó còn tương đương với cái lệnh gì? Tương đương là iOS 4 chấm. Đầu file chính là gì? Begin. Nó tương đương với một cái lệnh nữa, đó là SEE carry set. Còn cái vị trí y bằng 1 là tương đương với gì? Tương đương là iOS 4 chấm là current, là CUR, là hiện tại. Nó còn tương đương với gì nữa? Tương đương là SEE carry CUR. Còn y bằng 2 này tương đương với gì nữa? Nó tương đương là iOS 4 chấm là end. End nghĩa là nằm ở cuối file, đúng không? Tương đương với cái lệnh gì nữa? Là SEE carry. Này học có carry, SEK 4 chấm là gì? End. Đó, đây thử ha. Lúc này anh không để số 2 mà anh để cái gì? iOS 4 chấm cuối file chính là end. Trừ 3 thử xem ra cái gì. Ra số 6. Hiểu chưa? Nghĩa là cái lệnh này nè, cái cục này nè, nó tương đương số gì? Số 0. Nghĩa tương đương số gì? Số 2. Nhìn được chưa? Rồi, còn tương đương gì nữa là SEK. Không có R nha. Bỏ R đi. Bỏ R đi. Bỏ R đi. Nó tương đương SEK. Xếp gạch. Đó là cuối file là N. Chạy thử. Nghĩa ba cái lệnh đó sao? Giống nhau. Hiểu chưa? Nó tương đương nghĩa nhau. Và anh ta đưa con chuột vào nè. Nó nói gì? Zoom to nè, thấy không? Có phải nói là define sheet n này là con số 2 đúng không? Thay vì chúng ta truyền số 2, chúng ta phải truyền vô sheet n. Hiểu chưa? Thay vì chúng ta truyền số 2, truyền sheet n, chúng ta phải truyền vô cái gì? iOS gì? N. Cái nào cũng được hết. Hiểu chưa? Đấy, là đã mô tả qua cái hàm string cho thấy rồi đấy. Và nhớ cái hàm string rất cần dùng trong những tình huống nha. Những cái bài toán mà bắt buộc phải có nó mới ra nha. Không có nó thì thao tác khó hơn. Rồi, nắm được hết chưa? Rồi, nhắc là tổng quan. Hàm string có hai hàm số x và y. X chính là cái số byte cần dịch, luôn luôn là một con số nguyên. Và nguyên cái gì? Đó, nếu số này là âm là dịch về bên tay trái. Nếu số này là dương là dịch về bên tay phải. Còn y chính là cái vị trí bắt đầu dịch. Bây giờ anh muốn dịch tại vị trí nào? Bắt đầu dịch tại vị trí đầu file là y này là giá trị 0 hay là iOS BEG hay là sheet set cũng đúng. Còn y bằng 1 nghĩa là vị trí hiện tại là iOS Q hay là sheet Q nào đó. Y bằng 2 là bắt đầu dịch tại vị trí cuối file iOS N, sheet N. Còn cái ý nghĩa như sao thì anh vừa demo đó, hình dung được chưa? Nói vậy thôi. Đó, đây là tổng quan về cái hàm sheet ray. Và nhớ cái hàm này đôi khi những bài toán ta phải có nó mới ra nha. Không có nó không ra nha. Phải nhớ nó.